Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương hùng. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên xà lúc này giữ tận quát, một mũi tên này sẽ lấy mạng người. Sau đó ngón tay lão kéo căng dây cung, rồi nhẹ nhàng buông ra, miệng nói: bằng thần tiễn, bằng phong thiên địa, mũi tên băng lam bắn ra thật mạnh, bay đến đâu hàn khí bao trùm đến đó biển lửa xung quanh cũng dần ảm đạm khuôn mặt tiêu viêm đầy sát khí trong mắt hiện lên vẻ hung ác thân thể chậm lại bàn chân đạp vào hư không vung cánh tay lửa khổng lồ đánh mạnh vào mũi tên băng lam đang bắn tới miệng nói hỏa thần tí diệt thiên địa hỏa diễm ngũ sắc và luồng sáng băng lam va mạnh vào nhau tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên luồng khí lạnh bút màu lam đột nhiên nổ tung tạo thành bức tường băng trong suốt chặn lại đường tiến của bàn tay lửa khổng lồ kia vừa lúc đó nắm tay rực lửa lao đến đập mạnh vào tường băng ngọn lửa điên cuồng cuốn lấy hàn khí màu lam cả hai rằng co cắn nốt lẫn nhau thiên xà lơ lửng giữa không trung áp lực từ nơi băng hỏa giao nhau truyền đến khiến lão cảm thấy cánh tay sắp vỡ tung ánh mắt dữ tợn như rắn độc của lão sáng quắc nhìn trừng trừng vào tiêu viêm há miệng hét lớn băng huyền băng hoa mau truyền đấu khí cho ta nghe vậy băng huyền và băng hoa thoáng sững người rồi nghiến răng vung hai tay lên áp vào lưng của lão đấu khí tuôn ra cuồn cuộn áp lực trên người thiên xà lập tức giảm bớt ánh mắt lão lóe lên một tia ngoan độc miệng gầm lớn băng phong cực hạn tiếng nói vừa dứt đấu khí bỗng sôi trào dữ dội xông thẳng đến tường băng màu lam phía trước khí lạnh càng lúc càng trở nên buốt giá màu lam của tường băng càng lúc càng đậm đồng tử tiêu viêm co lại hỏa thần thủ bị làn xương màu lam bao phủ khiến cho màu sắc của nó thoáng chốc mở đi tiêu viêm nghĩ thầm không thể tiếp tục dây dưa với bọn họ thiên hỏa tam huyền biến đã sắp đến giới hạn rồi cơ thể cũng sắp suy yếu lúc đó đừng nói là thiên xà chỉ cần một trường lão của băng hà cốc cũng dư sức đẩy ta vào chỗ chết hắn hít sâu một hơi thủ ấn liên tục biến đổi toàn thân các hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa trận sáng bừng lên bắn ra năm cột sáng khác màu rồi ngưng tụ vào hỏa thần thủ cảm nhận lực lượng trên tay khuôn mặt tiêu viêm hiện lên một chút dữ tợn hắn phất tay hỏa thần thủ tiếp tục đánh mạnh vào lớp tường băng hàng loạt tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên năng lượng tuôn ra va chạm vào biển lửa của ngũ luân ly hỏa trận khiến nó rung chuyển dữ dội hỏa diễm và hàn khí điên cuồng giao thoa không gian dạn nứt vỡ ra một cái lỗ đen chừng nửa trượng khiến cho người ta dựng cả tóc gái hỏa diễm ngũ sắc điên cuồng cắn nuốt khí lạnh bức tường băng dần tiêu tán đồng thời hàn khí cũng xâm nhập vào hỏa thần thủ tạo ra những vết nứt sâu hoám trên cánh tay rồi lập tức bốc hơi hỏa thần thủ và bức tường băng đang mờ dần khuôn mặt của thiên xả hiện lên nụ cười âm độc bây giờ lão chỉ cần kéo dài thời gian đợi đến khi thiên hỏa tam huyền biến của tiêu viêm mất tác dụng lão có thể giết chết hắn tường băng và hàn khí tiêu tan hỏa thần thủ cũng đột nhiên nổ tung rồi biến mất cả bầu trời tràn ngập hoa tuyết tung bay xen lẫn với tiếng cười đầy đắc chí của thiên xà ngay lúc này tiêu viêm xuất hiện trên bầu trời lao vút về phía lão thiên xà âm trầm nhìn hắn khuôn mặt già nua hiện nụ cười nhạo báng còn muốn xông đến sao đánh cược cả mạng sống sao bàn tay khổ quắt của lão nắm chặt lấy xà trượng chân bước lên trước hàn khí tuôn ra ào ạt tiêu viêm xé gió bay đến trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thiên xà tay áo mở rộng rồi hóa thành cho tàn lộ ra cánh tay trần trụi một bông sen lửa ba màu lơ lửng trong lòng bàn tay thiên xà sửng sốt da lông dựng đứng cả lên lão có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt cuồng bạo ẩn chứa bên trong đó hoa này đồng tử lão co lại hàn khí nhanh chóng phun trào bao vây toàn thân thiên xà thân ảnh kia không vì thế mà dừng lại tam sắc hỏa liên trong tay ném mạnh vào thiên xà thiên xà vung trượng chắn ngay trước ngực, tiêu viêm mỉm cười, đóa sen lửa ba màu nện thẳng vào ngực thiên xà, một ngọn lửa cuồng bạo bùng lên trước mắt mọi người, che phủ cả đất trời, sức nổ cực mạnh chấn nát mọi thứ, kể cả tấm màn lửa của tiêu viêm, năm hỏa linh cũng dần tiêu tán. băng huyền, băng hoa đứng sau thiên xà cũng không kịp né tránh, máu tươi phun đầy trời, thân thể như dầu đất dây bán ngược ra sau, phụ hộ pháp lơ lửng trên trời, nhìn biển lửa đó, cả linh hồn liền chấn động, phụ hộ pháp giống như cảm nhận được hơi thở của tử thần khiến lão vô cùng hối hận ngay lúc này từ trong biển lửa ngất trời kia một bóng người văng mạnh ra sao máu tươi tung toái khắp nơi phụ hộ pháp trợn mắt nhìn thiên xà lúc này khuôn mặt của thiên xà trắng bệch từng ngụm máu trào ra tay vẫn nắm thanh trượng đã gãy thân hình bắn ra xa lão bị thương vô cùng nghiêm trọng toàn thân đầy máu của thiên xà ngã xuống đất tạo thành cái hố thật lớn lão nằm bất động không rõ sống chết mọi người trong thành sững người băng hà cốc bại trận chiến hôm nay để lại hai chữ chấn động trong đầu tất cả những người ở đây, phụ hộ pháp chết đứng giữa trời, ánh mắt đờ đẫn nhìn thiên xa, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, lão giật nảy người, thân hình khẽ động, dường như muốn bỏ trốn. Không gian sau lưng lão rung lên, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai lão, khiến toàn thân lão cứng đờ, giọng nói lạnh lùng, ẩn chứa sát khí nhàn nhạt vang lên bên tai lão, "Lão cứ việc cử động đi, xem bản thân có biến thành cho bụi hay không." Phụ hộ pháp run bắn người, quay đầu nhìn lại, trước mặt lão hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại tràn ngập sát khí khóe miệng tiêu viêm dì ra vết máu quần áo hắn rách nát hiển nhiên vụ nổ vừa rồi cũng khiến hắn chấn thương thân thể vụ hộ pháp cứng đờ khuôn mặt lão cũng trở nên tái nhợt lão có thể cảm giác rất rõ nơi bả vai có một luồng kinh lực vô cùng mạnh mẽ tiêu viêm vươn tay lao vệt máu trên khóe miệng ánh mắt không chút tình cảm nhìn chằm chằm vụ hộ pháp năm đó lão hộ pháp này của hồn điện bắt dược lão đi ngay trước mặt hắn không ngờ vài năm sau lão lại trở thành con cá ngoi ngóc trong tay hắn tiêu viêm nhếch miệng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo lão có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không cố nén sự sợ hãi trong lòng phụ hộ pháp cắn răng mở miệng uy hiếp nếu ngươi giết lão phu hồn điện sẽ khiến ngươi không có đất đặt chân ở trung châu ngươi nên nhớ hồn điện không phải băng hà cốc tiêu viêm nheo mắt nhìn lão cười nhạt phụ hộ pháp cảm thấy bất an nhưng chưa kịp dãy giụa một ngọn lửa vô hình bắn ra từ lòng bàn tay của tiêu viêm bao phủ toàn thân lão phụ hộ pháp gào lên thảm thiết vẫn lạc tâm viêm đặc biệt có hiệu quả với linh hồn tổn thương mà nó gây ra vô cùng đau đớn tiêu viêm nhìn vụ hộ pháp đang quằn quại bàn tay nắm lấy cổ lão càng siết chặt vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn đau lắm sao so với đau khổ mà sư phụ ta phải chịu đựng ở hồn điện thì chút đau đớn này có đáng là gì dù ta có đem lão biến thành cho bụi có khiến lão hồn phi phách tán cũng là chuyện rất bình thường không phải sao dưới sự thiêu đốt của vẫn lạc tâm viêm vụ hộ pháp đau đớn vùng vẫy kêu la thảm thiết đến khi không còn sức lão chỉ có thể thở hồng hộc như con thú giữ bị trọng thương lúc này lão hối hận vô cùng không phải hối hận vì đã bắt dược lão mà hối hận vì sao ngày đó không bóp chết tiêu viêm vài tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên tiêu viêm xoay người nhìn thấy thiên hỏa tôn giả đang nhìn hắn nở nụ cười còn thiên sương tử thì nhìn chằm chằm tiêu viêm chậm rãi cất lời không ngờ lão phu cũng có lúc nhìn lầm người tiêu viêm liếc nhìn lão ta vừa muốn mở miệng trong cơ thể đột nhiên chấn động hắn biết đó là dấu hiệu suy yếu của thiên hỏa tam huyền biến hắn lập tức lấy ra vài viên hồi khí đan nhét vào miệng sắc mặt mới trở nên khá hơn thiên xương tử lạnh lùng người có thể lấy thực lực của đấu tông nhị tinh đánh bại ba người thiên xà đích thật đã vượt qua sự tưởng tượng của lão phu nhưng đáng tiếc lần này băng hà cốc quyết sẽ không phạm sai lầm nữa nghe vậy tiêu viêm nheo mắt tinh thần khẽ động địa yêu khôi lập tức lao đến bên cạnh hắn thiên hỏa tôn giả nhớ mày không cần hù dọa tiểu bối hôm nay ngươi đừng mong có thể ra tay sau đó lão quay sang nói với tiêu viêm tiểu hữu cứ nghỉ ngơi lão già kia để cho ta tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thiên sương tử khi thân hình tiêu viêm vừa lui lại một giọng nói vang lên nghỉ ngơi sao đúng là khinh thường hồn điện không có người thích bắt ai thì bắt sao cùng lúc đó hàn khí đang bao trùm cả diệp thành đột ngột bị xé nát một làn xương đen vô tận từ trong đó tuôn ra sau đó tụ lại giữa không trung khói đen chậm rãi ngưng tụ lộ ra mười bóng người khí tức của mười người này thật sự không kém đặc biệt là người đứng đầu người này mặc bộ áo bào xanh thẫm nhìn rất già nua toàn thân không có chút năng lượng nào nhưng khi lão xuất hiện không gian xung quanh run lên cả diệp thành xôn xao lên hồn điện đấu tôn tiêu viêm cũng sững sờ trong phút chốc nét mặt tối tăm hắn không nghĩ tới người của hồn điện lại đột nhiên kịp thời chạy đến sắc mặt của thiên hỏa tôn giả cũng thoáng bối rối lão trừng mắt nhìn người áo lam lão cảm nhận được thực lực của người này đã đạt đến đấu tôn nhị tinh nét mặt thiên sương tử tươi tỉnh hẳn lên khuôn mặt còn thoáng hiện nụ cười lão liếc mắt nhìn thiên hỏa tôn giả rồi chắp tay chào hỏi lão giả áo lam ha ha ra là thanh hải tôn giả không ngờ chuyện này lại kinh động đến đại nhân vật như ngài thanh hải tôn giả cũng chắp tay chào thiên sương tử đã lâu không gặp lão phu cũng vừa nhận được tin mà thôi lão phu vốn dĩ đang có nhiệm vụ trong người nhận được cấp báo có chút hiếu kỳ mới đến đây Vụ Hộ Pháp như người sắp chết đuối nắm được nhành cây, vội vàng hét lớn: Tôn Lão, mau bắt lấy thằng nhãi này! Hắn là Tiêu Viêm, là người mà Điện Chủ muốn tìm. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, ngọn lửa vô hình bao vây Vụ Hộ Pháp, sau đó nhốt vào chiếc bình ngọc trong tiếng kêu thê thảm của Vụ Hộ Pháp, cất bình ngọc vào nạp giới. Hắn lạnh lùng nhìn đám người Thanh Hải, thấy vậy, Thanh Hải khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Người là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn im lặng không trả lời, xoay người đứng sau lưng đi yêu khôi thanh hải lắc đầu cười uể oải nói ha ha không ngờ đã bị hồn điện truy tìm bà tiểu tử ngươi vẫn to gan hoành hành như chỗ không người gan dạ lắm can đảm lắm thả người kia ra rồi theo bản tôn đến hồn điện một chuyến nghe thanh hải nói xong thiên hỏa tôn giả trầm mặt xuống đang định di chuyển thiên sương tử lao đến bám sát lão thiên hỏa tôn giả sầm mặt lạnh lùng quát cút thiên sương tử cười nhạt ha ha nếu ngươi có bản lĩnh cứ việc ra tay ta đây không ngại sau đó lão ta nhìn thanh hải thanh hải tôn giả lão giả này là đồng bọn của tên tiểu tử kia có điều cứ để ý cho lão phu ngài an tâm bắt lấy tiểu tử đó là được thanh hải nhìn lướt qua thiên hỏa tôn giả đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc lão gật đầu cười làm phiền ngài vậy đợi bản tôn bắt giữ tiêu viêm xong sẽ trợ giúp ngài thiên sương tử mỉm cười đáp tạ nhìn thiên hỏa tôn giả đang cao có bực bội ánh mắt xẹt quấy lạnh đầy nhạo báng thanh hải quay sang nhìn tiêu viêm khẽ nhếch miệng cười sau đó lão bước về phía trước một bước không gian lập tức dao động khuôn mặt tiêu viêm hết sức khó coi hắn nhanh chóng lùi ra sau trong mắt bùng lên sự điên cuồng không gian trước mặt hắn vạn vẹo thanh hải hiện ra lão vươn bàn tay gầy guộc chộp về phía trước không khí xung quanh tiêu viêm liền đông cứng khiến hắn đứng sững giữa trời thanh hòa vừa cười nhạt vừa chậm rãi đi về phía tiêu viêm nói tiểu tử người mà hồn điện muốn xưa nay chưa ai thoát được bàn tay lão khẽ đưa về phía trước rồi chụp xuống đỉnh đầu hắn sự điên cuồng trong mắt tiêu viêm càng sâu dị hỏa trong cơ thể bắt đầu trộn lẫn với nhau khi bàn tay lão sắp chạm đến tiêu viêm thì bất ngờ mảng không gian đang cầm tù hắn đột nhiên phình lên rồi nổ tung ra sau đó một lực lượng không gian còn khổng lồ hơn nhanh chóng ập đến chế trụ ngược lại thanh hải tiểu y tiên bất ngờ xuất hiện chắn ngay trước mặt tiêu viêm giọng nói tràn ngập sát khí cất lên dám đả thương hắn người đáng chết nụ cười trên mặt thanh hải cứng đờ nhanh chóng thu tay phá vỡ không gian trói buộc nhanh chóng lui về phía sau cắt lớn ngươi là ai sao dám xen vào chuyện của hồn điện tiêu viêm sửng sốt nhìn tiểu y tiên sau đó mừng rỡ thốt lên thành công rồi sao tiểu y tiên quay đầu lại khẽ gật đầu định nói gì đó thì bất chợt nhìn thấy vệt máu trên miệng tiêu viêm sát khí liền nổi lên tiểu y tiên xót xa nói là lão ta đánh huynh bị thương tiêu viêm cười ánh mắt lấp lánh nhìn tiểu y tiên đáp không sao đâu kẻ có thể khiến huynh bị thương thì giờ này đã thê thảm hơn rất nhiều. Hắn hiện tại cũng không nhìn ra được thực lực của Tiểu Y Tiên, liền phấn khích thốt lên, thực lực của muội đột phá đấu tôn, Tiểu Y Tiên gật đầu cười, ách nan độc thể hành hạ nàng bao nhiêu năm nay, đã bị nàng triệt để nắm giữ, hiện giờ, nó đã trở thành một lợi thế đặc biệt của nàng. Thấy hai người thản nhiên nói chuyện, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của mình, sắc mặt của Thanh Hải tối sầm, lão quát lớn, cô nương là đồng bọn của hắn sao, Tiểu Y Tiên chậm rãi quay đầu, liếc nhìn lão, lơ đãng gật đầu ánh mắt thanh hải lóe lên một tia giận dữ lão nghiến răng lạnh lùng đây là việc riêng của hồn điện và tiêu viêm nếu cô nương có ý định nhúng tay thì hãy dừng lại suy nghĩ cho kỹ đừng vì sự hồ đồ nhất thời đắc tội với một thế lực mà cô nương không thể chống đối được một chiêu vừa rồi của nàng khiến thanh hải nhận ra thực lực của tiểu y tiên đã đạt đến đấu tôn tam tinh lão nhì lướt qua tiêu viêm sau lưng tiểu y tiên nghĩ thầm tên tiểu tử này sao lại có nhiều cường giả bảo vệ như vậy hai đấu tôn lực lượng như vậy ngay cả hồn điện cũng không thể coi thường nghe thanh hải uy hiếp tiểu y tiên chỉ cười khẩy hồn điện sao chưa từng nghe qua cho dù bản cô nương có nghe thì đã sao có quan trọng bằng đại ca của bản cô nương hay không tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ nhìn lão già thanh hải tức đến nhảy dựng mặt mũi xa sầm bàn tay ẩn chứa những luồng sáng màu lam lạnh lẽo tiêu viêm biết lão muốn động thủ quả nhiên khi tiểu y tiên dứt lời lão liền lạnh lùng nói đã vậy để bản tôn thử xem con nhóc như người có đủ tư cách nói những lời đó hay không cam đại người bắt giữ tiểu tử kia để người này cho lão phu nghe thanh hải ra lệnh chín ngã hồn điện cách đó không xa đồng loạt trả lời sau đó lao về phía tiêu viêm vây chặt lấy hắn chín người này thực lực không tệ kẻ cầm đầu là cam đại đã đạt đến đấu tông thất tinh những người còn lại chỉ yếu hơn một chút lực lượng như vậy quả thật không thể xem thường tiểu y tiên trừng mắt đôi môi anh đào hé mở phun ra luồng khí xám dịt bao phủ tiêu viêm không người nào dám xông vào bởi vì nhìn thoáng qua bọn họ cũng biết làn khói này ẩn chứa chất độc cực kỳ ác liệt đôi mắt cam đại lóe lên sự lạnh lẽo y đưa tay chỉ vào một người trong bọn họ trầm giọng gọi ngươi người kia khẽ biến sắc dưới ánh mắt lạnh lẽo của cam đại gã chỉ có thể bước tới đấu khí trong cơ thể tuôn ra bao bọc toàn thân gã nghiến răng lao vào làn xương đó hàng loạt âm thanh xì xì vang lên da mặt của gã lập tức sạm đi gã nhanh chóng tung người vọt ra sau ngồi thụp xuống vận công chủ độc thấy một màn này đám người còn lại giật mình biến sắc ánh mắt thâm trầm sen lẫn hoảng sợ nhìn vào màn xương đó tiểu y tiên tủm tìm cười quay sang nhìn thanh hải đôi mắt xinh đẹp lóe lên những tia sắc lạnh ta cũng muốn thử xem cường giả đấu tôn có gì lợi hại hôm nay lão là con chuột bạch đầu tiên tiểu y tiên cười nhạt bàn tay nhẹ nhàng nắm lại làn xương xám lượn lờ không gian xung quanh xuất hiện những dao động rất nhẹ nét mặt thanh hải trầm xuống ánh mắt hiện lên vẻ ác độc thân hình lão lóe lên không gian bị bẻ cong trong chớp mắt hiện ra trước mặt tiểu y tiên bàn tay gầy guộc vung mạnh ra nắm lấy cổ nàng tiểu y tiên nhón chân dễ dàng thoát khỏi công kích của thanh hải nàng vung tay đàn xương xám quấn quanh ngón tay chỉ về phía trước khóe miệng thanh hải co giật lão cảm nhận hàn ý ngùn ngụt tỏa ra từ đám xương kia nắm tay thanh hải trượt bừng một vầng sáng màu lam mang theo không gian chấn động đấm thẳng vào ngọc thủ của tiểu y tiên quyền chỉ va chạm không gian vỡ tung xuất hiện những khe nứt đen kịt thân hình tiểu y tiên khẽ đảo nhẹ còn thanh hải phải lùi ra sau vài bước sắc mặt lão vô cùng khó coi lão vội vã thúc giục đấu khí trong cơ thể ngừng tụ ở bàn tay những âm thanh xì xì vang lên rồi bụp một tiếng một tia máu xám xịt hồi tanh bắn ra từ lòng bàn tay của lão ánh mắt thanh hải hiện lên sự sợ hãi đấu khí của nữ nhân này là gì thật đáng sợ đẩy lùi thanh hải tiểu y tiên không hề truy đuổi mà bay tới chỗ của tiêu viêm phất tay thu hồi làn xương không gian bên cạnh nàng thoáng dao động thiên hỏa tôn giả bay ra tiêu viêm trọng thương chúng ta không đủ người đừng dây dưa ở đây nữa tốt nhất nên rời đi tiểu y tiên gật đầu nơi này đúng là không thích hợp để ở lâu thiên hỏa tôn giả đưa mắt nhìn khoảng không tràn ngập hàn khí trầm giọng lão phu sẽ lo việc phá vỡ bình chướng hàn khí cô nương mau đưa hắn rời đi lão không đợi nàng trả lời thân hình lóe lên xuất hiện trên cao mạnh mẽ tung quyền đấm thẳng vào bình chướng khiến cho hàn khí chấn động kịch liệt lớp sương mù nhạt đi mấy phần thiên sương tử thấy động tác của thiên hỏa lập tức hiểu ra ý tứ của bọn họ khuôn mặt lạnh lùng thanh hải tôn giả mau ra tay đừng để bọn họ bỏ chạy thân hình thanh hải trượt lóe lên cùng thiên sương tử xông đến chỗ thiên hỏa tiểu y tiên đã nhanh chóng ngăn lại bàn tay vung lên khí độc lập tức tràn ngập thanh hải và thiên sương tử phải nhanh chóng nhảy về sau thiên hỏa tôn giả nhân cơ hội tung ra một quyền cực kỳ mạnh mẽ đánh thủng một lối thoát trên bình chướng hàn khí lão vui mừng nắm lấy tiêu viêm quát về phía tiểu y tiên đi thiên hỏa mang theo tiêu viêm lao về phía lỗ hồng nhưng ngay lúc đó hàn khí quanh thông đạo dao động kịch liệt không gian cũng chập chờn dữ dội một tiếng than thật nhẹ vang lên không ngờ ách nan độc thể cũng có thể bị khống chế thì ra ta đã tính sai rồi từ trong không gian dao động một chiếc ngai vàng băng giá xuất hiện trên ngai vàng một người mặc áo bào trắng chậm rãi đứng dậy ba người tiêu viêm vừa lao đến thông đạo thì xuất hiện một người mặc áo bào trắng ngồi trên một chiếc ngai vàng giữa không trung hắn ta tạo thành vô số bông hoa tuyết bay ngập tràn khắp tòa thành ba người tiêu viêm lập tức trong lòng cảm thấy nguy hiểm trào dâng bèn nhanh như chớp dừng lại rồi bay ngược ra sau người vừa đột ngột xuất hiện này thân thể cao lớn và cường tráng khuôn mặt nhìn rất trẻ trung vầng trán cao rộng nhưng cao ngạo tuy vậy vẫn không thể làm mờ đi dung mạo anh tuấn bất phàm dù trong cái vẻ anh tuấn ấy có pha lẫn chút khí chất âm nhu u người trong diệp thành trông thấy người áo trắng đột nhiên xuất hiện liền thất thanh hô văng là là cốc chủ băng hà cốc không ngờ lão yêu quái này lại tự thân đến đây vì ách nan độc thể và bọn họ hưng sư động chúng đến mức độ này thật cũng quá coi trọng rồi thiên sương tử vội vàng tiến đến cúi người kính cẩn bái kiến cốc chủ lão yêu đảo mắt nhìn quanh hỏi thiên xà đâu thiên sương tử lúng túng chỉ về thiên xà đang bất tỉnh trong hố sâu thanh hải đứng gần đó ôm quyền cho hỏi không ngờ cốc chủ băng hà cốc hôm nay cũng xuất đầu lộ diện băng cốc chủ đứa nhỏ kia là tiêu viêm chính là người mà điện chủ chỉ đích danh cần bắt sống mong cốc chủ sau khi bắt được nó rồi có thể giao lại cho chúng ta băng tôn giả nhìn chằm chằm tiểu y tiên lạnh lùng đắp lão phu chỉ cần ách nan độc thề đằng xa tiêu viêm không ngừng suy nghĩ cách thoát khỏi cục diện này thực lực của người này rất kinh khủng chỉ sợ không thua kém gì đường chấn của phần viêm cốc nếu giao thủ có lẽ tiểu y tiên cũng không phải là đối thủ của lão đấu khí trong cơ thể ta đã khôi phục một ít nhưng đến đường cùng cũng chỉ có thể tận sức mà thi triển một lần hòa liên nói cách khác lần này ta thật sự tiêu rồi tiểu y tiên khẽ chạm vào người hắn thấp giọng thầm thì tiêu viêm ca ca để muội ngăn cản bọn chúng ca ca và rượu lão tiên sinh mau tìm cơ hội thoát thân đi thiên hỏa tôn giả khẽ thở dài nói điều cô nương vừa nói cũng không dễ thực hiện đám người kia có tới ba đấu tôn mà băng tôn giả lại càng thâm sâu khó dò băng tôn giả dịu dàng dị thường nói với tiểu y tiên hài tử theo lão phu đi lão phu sẽ không đả thương ngươi đâu tiểu y tiên chào phúng đáp lão đang nằm mơ sao rồi ngưng tụ ách nan độc khí thành một mũi tên sau đó ném tới trước mặt băng tôn giả không ngờ lão lại một hơi nuốt gọn ách nan độc tiễn vào cơ thể lão tỏ ra vô cùng thoải mái trượt phiền muộn nói độc khí thật tinh thuần nhưng càng như vậy lão phu càng muốn có được tiểu cô nương có tiểu cô nương ách nan độc thể của lão phu nhất định sẽ trở nên vô cùng hoàn mỹ nghe lão nói xong ba người tiêu viêm đều kinh hãi biến sắc bọn họ không ngờ lão cũng có ách nan độc thể băng tôn giả tiếp tục nói ách nan độc thể phân ra làm tiên thiên và hậu thiên độc thể của lão phu chỉ là hậu thiên nhưng không sao chỉ cần hôm nay bắt được tiểu cô nương lo gì không bù đắp được chỗ thiếu hụt này chứ tiêu viêm thở ra một hơi trước hắn đã từng nghe nói ách nan độc thể có thể chế tạo ra được nhưng cực kỳ nguy hiểm cửu tử nhất sinh cho dù có thành công cũng chỉ là một khối thân thể tàn phế chứ không thể so sánh với ách nan độc thể bá đạo của tiểu y tiên hóa ra đó là lý do băng hà cốc chuyên đi lùng ách nan độc thể Băng tôn giả xoa đồ án hoa tuyết trên mi tâm, khẽ cười. Hôm nay lão phu rất vui, nên cũng không ngại mà nói cho các người biết đấy thôi. Nói rồi, lão vươn tay, hoa tuyết đen ùn ùn lao về phía ba người bọn họ. Tiểu y tiên cùng thiên hòa tôn giả lập tức đứng chắn trước mặt tiêu viêm, đấu khí va chạm mạnh với hoa tuyết đen. Tiểu y tiên và thiên hòa tôn giả bị chấn lùi ra sau hàng trăm thước, toàn thân run rẩy. Băng tôn giả cười nhạt vung tay áo, hoa tuyết ngưng tụ thành một con hắc long hung mãnh lao tới phía tiêu viêm nhìn hắc long hung hãn phi đến hai mắt của tiêu viêm cũng đỏ rực lên dị hỏa trong cơ thể hắn từ sớm đã ra hòa lúc này liền dung hợp thành một đóa hỏa liên mở ảo trôi nổi trên bàn tay tiêu viêm hắc long càng lại gần hỏa liên trên tay tiêu viêm càng sắc nét dưới vô số ánh mắt kinh hãi đang nhìn hỏa liên trên tay cũng bắt đầu xuất thủ đúng lúc này không gian trước mặt tiêu viêm đột nhiên biến đổi hai thân hình già nua lao ra đứng chặn trước mặt tiêu viêm một quyền đã đánh cho hắc long tan thành xương khói cũng ngay lúc đó một giọng nói dịu dàng ôn nhu cất lên giữa không gian đầy tuyết trắng nếu chàng bị thương băng hà cốc diệt khi âm thanh dịu dàng đó vừa dứt cặp mắt rực sắc máu của tiêu viêm lập tức tiêu tán toàn thân hắn cứng đờ mà đóa sen lửa trên tay cũng biến mất lúc nào không hay cổ họng hắn giật giật khó nhọc cất lên hai tiếng huân nhi y đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều